Hai mẹ con này không được bắt ốc lên nhá. Sao? Đi chỗ khác đi. Sao? Đi ốc này thôi mà. Rồi mấy con này cho này, không cho bắt ở đây nhá. Nhặt mấy con ốc này thôi. Rồi rồi rồi, đi chỗ khác nha. Ốc này thả đấy. Đi chỗ khác nhặt đi nhá. Đây đây đây. Để mát chít to
đi. Em không nghịch mẹ đâu. Không nghịch nha. Của mẹ nha. Đây là em ơi. Thank you.
nhé. Mẹ đem cơm nhé. Em à mong, đây mẹ lấy cơm cho em ăn nhé. Đói quá nhỉ, đói quá nhỉ, làm từ sáng nhỉ. Ăn. Nào nào nào, yên để mẹ ăn cơm. Tí nữa mẹ cho em ăn nhé. Hân Hồ nè, em Hân Hồ. Giỏi quá, giỏi quá. Đây nha, ở đây nha. Con đi uống nước không? Mẹ uống nước này. Ở đây nhá, mẹ đi làm nhá. Ở đây chơi nhá.
quạt ra nha. Nóng à, đâu nè, mẹ yêu nè. Ôi dồi ôi, cục thì còn mát nhá. Còn mát nhá. Yêu chị. Đâu này mẹ xếp đồ nè. Mẹ lấy đồ nè. Xếp đồ đi, đi ở với bà nhá. Mẹ đi lấy hoa quả nhá. Mẹ đi lấy đồ đi bán có tiền nhá. Ừ. Rồi đi lấy cái kẹo về cho mẹ. Ốt hết chưa? Cái này hết chưa? Hả?
Này, trông quả. Không làm rồi muốn con à? Mẹ nó không muốn làm mà muốn có ăn à? Mẹ thằng thanh niên trai tráng đâu? Xem nào. Mẹ thanh niên trai tráng không làm mà đi trộm cắp đâu? Xem nào. Không có mất quả nào. Chắc chỉ có trộm ba quả này thôi. Nghỉ ngơi tí không được. Đi trộm quả. Cảm ơn bà nhé. Bye bà nào. Bye bye. Quả bưởi ra bán chứ. Ừ, hết rồi. Hết rồi, bằng này thôi. Bằng này thôi. Bụp 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 bụp. Này, cầm quả này này. Đấy, quả này to này. Bụp bụp. Úi giời. Nặng không? Hả? Nặng không? Còn đòi nhịp đá thôi nhá. Ông hết quả. Cháu cảm ơn nhé. Bye nha. Vâng. Bye. Tè rồi, tè rồi. Thay quần á. Mặc quần vào. Lấy mấy quả? Lấy hết luôn. Lấy hết à? Dạ. Con láo nhá, thư nhá. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Này, cầm đi. Eat up. Đưa đây cho mẹ. Có tiền còn đi về.
Thôi đi về đi. Đi về nhá. Cái này mới dai mới mần. Mới dai á. Ngồi ở đây chơi nhé. Cây này có chắc không? Cái này lấy ăn chưa? Được ăn rồi. Quả này to nhỉ? Sắp chín rồi phải không? Sắp chín rồi. Đây này. Còn quả to nhỉ? Quả này to chứ, mai còn có cái cành này đỡ này. Để đấy cũng được. Rồi, nặng không? Okay.
nặng quá. Đây ra quả hơi nhỉ. Nặng phê đấy nha. Về thôi. Hương ơi về đi. Quả to này 50.000, quả bé này. Nhưng mà thấy nút dài. Nút dài. Thế ông lấy quả to chưa? Quả to. Quả to này chắc chín rồi. Sắp chín rồi. Sắp chín rồi. Chín, sắp chín vô nó. Ừ. Ừ. Ăn được vô nó. Ừ. Lấy rồi. Lấy không? Lấy. Rồi, thế bây giờ lo nó. Em mua đồ gì đấy? Kìa, nhưng mà có bánh mì không? Em mua bánh mặt trời à? Lấy bao nhiêu cái? Lấy 2 cái. Với 1 hộp sữa Family. 1 hộp sữa à? Bao nhiêu đấy? À, thế là 5.000, 6.000, 11.000.
rồi đó đấy. Sao không cho xuống?
Bye.
hai người. Về. Em lấy ở trên rừng. Măng này bán như nào? Hai củ to này là mỗi một củ mình. Còn ba cái này là mỗi củ 5 mình. Củ này bóc đi. Mấy ba củ này hết à? Hai đứa rồi. Chị kẹo cho con này nhé. Ừ? Mình kẹo cho con này. Kẹo gì? Có một mẹ. Một kẹo này. Cái gì cho con nè. Kẹo cho con nào. Đòi ăn kẹo á? Chị ạ. Chị nhá. Chị mày đi ngồi nhé. Bao nhiêu chị là 30.000. 30.000. Chọn nào, đây còn hai củ bé này thôi. Ở trên này. Hai củ to này à? Vâng. Có bóc không? Không. Không bóc à? Không. Mở túi. 5.000. Củ này bé. Nó bán hai củ to. Cảm ơn nhé. Vâng.
Chơi nhé, mẹ đi bóc măng nhé. À, chơi đồ đi. Ở đây chơi nhé. Ừ, đây mẹ đây mà. Bop 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 bop.
đưa Âu về đây. Đấy, cho vào Âu nha. Làm măng chua nha. Cầm đi. Mẹ làm cho mít ăn lắm. Không nên ăn đâu. Ăn cho nó. Ngon không? Hả? Ngon không? Ngon nhỉ? Mát mát này. Mát mát này. Ô, mát không? Yêu quá cơ nhỉ.
ăn đi. Dài quá à? Hả?